Ô tô cũ Hùng Mê Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Bạn nào yêu thích cái dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, màu đẹp, biển đẹp, quê hương của tỉnh Vĩnh Phúc thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299. Và trước mắt chúng ta đó là chiếc Kia Morning sản xuất năm 2015 các bạn ạ. Máy 1.25 4 máy, biển của tỉnh Vĩnh Phúc, màu trắng ngọc trinh. Và các bạn quan sát phần đầu xe này, một cái form dáng rất đẹp các bạn nhé, một cái form SI. Chiếc xe này đã lưng form rồi, form nhìn rất đẹp, nhìn rất sport. Đấy các bạn quan sát này, từ cái đèn này, từ đèn pha, đèn xi nhan này các bạn này, từ cái lắp capo nó nhìn nó rất gần quốc các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát phần sườn xe này, phần sườn xe bên phụ này các bạn này, một dàn lá răng đúc theo xe, lốp đẹp cả dàn các bạn nhé. Thân vỏ thì không thể chê về đâu được, màu trắng ngọc trinh, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy các bạn quan sát này, những lúc xăng dầu đắt đỏ thì đây nó là một cái phân khúc xe đô thị nhỏ gọn rất hợp với các bác công chức nhà nước cũng như những chị em. Đấy các bạn quan sát này. Và phần ngoại thất không thể chê vào đâu được các bạn này. Đấy các bạn quan sát từ phần đầu đến phần đuôi xe. Chiếc xe rất đẹp các bạn ạ. Biển số đây là biển số Tiến 8292, rất đẹp các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này, phần ngoại thất này, zin từ đèn pha đến đèn chiếu hậu các bạn ạ. Đấy các bạn này, lốp còn rất đẹp các bạn nhé. Đấy lốp dày, lốp còn trên 80%, đi thoải mái luôn. Đã răng đúc theo xe cả dàn. Cua lốp thì mỏng tanh, sờ đứt tay các bạn nhé, không một giọt ma tít các bạn này. Đấy các bạn quan sát này, ba bô lê rất đẹp, những đường khe chỉ nó đều tăm tắp các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này, đường khe chỉ này, ốp tay lắm cửa này, mạ chân kính bằng inox hết rồi. Các bạn mua về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Đấy các bạn quan sát, một form dáng nhìn rất sport các bạn ạ, Kia Morning. Đấy các bạn quan sát phần sườn xe bên bên lái. Ngoại thất đây các bạn, khi mua xe quan sát cái phần ngoại thất này, những đường gân chỉ của nó này, những đường khe rãnh nó đều. Em này xếp vào dòng xe mặt đẹp mông xinh các bạn nhé, mông rất đẹp này các bạn này. Chủ nhân đã độ ba đợt sốc trước sau cho nên là nhìn cái form xe nó đẹp các bạn này, form như form SI. Đây các bạn quan sát này, đèn đóm này. Đấy các bạn quan sát phần cua lốp bên lái này, cũng như bên phụ thôi, không một giọt ma tít các bạn ạ, rất đẹp các bạn nhé. Lá răng này, từ cái gương này, từ cái gương chiếu hậu đó là margin Korea, gương xịn các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, một dàn lốp mới, thân vỏ bóng mượt, ba bô lê sạch đẹp. Và đây các bạn quan sát này, phần chỉ cánh đầu tiên này, đây là cánh lái quý vị và các bạn ạ. Rất mong các bạn like và chia sẻ ủng hộ kênh ô tô cũ Hùng Mê Linh. Bạn nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình để bên mình liên tục thông báo những mẫu xe mới về, gửi tới quý anh chị và các bạn tham khảo cũng như là giới thiệu bạn bè cho người thân. Số điện thoại hotline của mình là 0913 660 299. Và đây, chiếc Hyundai Getz đẹp nhất Hà Nội. Mình đã có video rồi. Bạn nào quan tâm thì vào kênh ô tô cũ Hùng Mê Linh xem full video. Và đây các bạn quan sát này, phần đồ nhựa của xe này không khoan đục các bạn nhé, táp lô không khoan đục, không taxi. Sản xuất năm 2015 và chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 198 triệu các bạn ạ. Nội thất thì không thể chê được, và không biết bác thợ nào bọc một bộ ghế mà nó lại căng đét đẹp như thế này các bạn ạ. Bộ áo ghế rất đẹp các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát này, từ cái khóa nó còn rất mới này các bạn này, tem mác này, margin Korea. Tuy rằng lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà tem vẫn là Marin Korea các bạn nhé. Nó bởi vì là cái công nghệ là công nghệ của Hàn Quốc. Xe được trang bị đầu màn cam lùi rồi, mua về và sẵn chơi. Trần là trần 5D. Nội thất bộ áo ghế rất đẹp các bạn ạ, rất hợp màu, nhìn rất trẻ trung. Đây, cái bu lăng nó còn gai sần đấy các bạn này, bu lăng rất đẹp này. Và đây mời các bạn quan sát phần chỉ cánh tiếp theo bên lái này. Cam kết với các bạn, thân vỏ là keo chỉ cột kèo nguyên zin các bạn nhé.
Đấy các bạn quan sát này, táp ly này, táp ly đồ nhựa này, nhìn rất sạch đẹp. Đấy, các bạn quan sát hàng ghế sau này. Các bạn quan sát này, táp lô này, cái củ số rất đẹp các bạn này, phanh tay nó còn gai sần này quý anh chị và các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát lại một lần nữa phần nội thất của xe, từ cái lưng áo ghế nó còn sạch như này các bạn nhé, nó thể hiện cái xe đi rất giữ gìn. Máy đang nổ, máy lổ thì thầm luôn các bạn nhé. Đây các bạn nhé, cái khóa là còn mới này. Và đây để mời các bạn quan sát phần cốp sau của xe. Toàn bộ này chỉ này là chỉ zin hết các bạn này. Đấy các bạn quan sát này. Đấy các bạn quan sát này. Đấy các bạn quan sát phần chỉ mép này, mép bên lái này. Hai bên máng nước này. Đây các bạn quan sát này, máng nước là máng nước zin tuyệt đối nhá, vẫn còn tem. Và đây các bạn quan sát này, đình tán nó phải rõ nét như thế này, máng nước này. Đèn này đèn nguyên bản theo xe. Đấy, kích lốp sơ cua đầy đủ. Và đây các bạn quan sát này. Sơn là sơn zin tuyệt đối các bạn nhá. Đấy các bạn quan sát. Nội thất rất sạch đẹp ạ. Và mình xin cam kết với các bạn lại một lần nữa là chiếc xe này không đâm va chạm trồ, máy không bị thủy kích quý anh chị và các bạn nhé. Và đây mời các bạn quan sát phần gầm xe này. Gầm xe không hề mục mọt các bạn ạ. Và một lần nữa mình xin cam kết bằng văn bản cho các bạn là chiếc xe này không đâm va, máy không bị thủy kích. Keo chỉ cột kèo 3 cột, cột A, cột B, cột C nguyên zin. Đầu đít cột kèo keo chỉ nguyên zin. Máy zin các bạn nhé. Chiếc xe này máy số zin. Các bạn quan sát này, cái tổng thành của xe này nhìn rất đẹp này. Và đây để mời các bạn quan sát phần chỉ cánh tiếp theo. Bên phụ mình đã dùng từ bao zin rồi nhưng mình trách nhiệm mình vẫn phải quay từng chi tiết nhỏ để các bạn quan sát và tham khảo. Và mình xin nhắc lại các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 198 triệu cho một chiếc xe 4 máy, máy 1.25 sản xuất năm 2015 các bạn nhé. Tư nhân chính chủ biển của tỉnh Vĩnh Phúc. Bạn nào yêu thích cái dòng xe đẹp thì vào kênh ô tô Cũ Hùng Mê Linh xem full video, còn rất nhiều xe đang chào đón quý anh chị và các bạn. Và bạn nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh tiếp theo này, chỉ cánh cuối cùng bên bên lái đấy, bên phụ rồi. Đấy các bạn quan sát này. Đồ nhựa táp lô thì không thể chê vào đâu được các bạn nhé. Bạn nào yêu thích cái màu trắng ngọc trinh thì đây nó là một cái lựa chọn rất hợp lý để các bạn mua che nắng che mưa, phục vụ cho mình cũng như gia đình. Đấy đồ nhựa này. Vô lăng củ số này các bạn này, đây củ số này. Của số nó đẹp như này các bạn này. Đầu màn cam đùi không thiếu cái gì cả. Các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi. Bên mình đã test thử hết hạng mục rồi. Có ốc bản nề còn chưa chạm đấy các bạn này. Và kết thúc phần thân vỏ cũng như là phần form dáng keo chỉ keo cột. Để mời các bạn đến phần nội thất cũng như phần trái tim của chiếc xe. Và đây, bên mình mới về một chiếc Spark sản xuất năm 2010. Màu trắng ngọc trinh các bạn nhé. Chiếc này chưa có video, giá hơn 90 triệu. Bạn nào yêu thích thì liên hệ cho mình. Còn đây, chiếc này mình đã có video rồi. Một dàn xe trong kia là chờ ngày đẹp để em về với nhà chồng, khách đặt cọc rồi. Và đây, còn rất nhiều xe là các bạn quan tâm. Bạn nào yêu thích thì cứ vào kênh ô tô Cũ Hùng Mê Linh xem full video. Và đây, chiếc bán tải van sản xuất năm 2014 này. Mới về đấy các bạn này. Bạn nào chở hàng thì đây là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Giá 139 triệu. Chưa có video.
Đây các bạn quan sát này, kính điện này, hoạt động rất ok các bạn ạ. Dán phim hết rồi, dán phim chống nắng chống chói rồi. Đấy, các bạn quan sát này. Đây các bạn quan sát phần nội thất thêm một lần nữa là mình đến phần khoang máy. Đây các bạn này, cam lùi này. Đây các bạn quan sát này. Ngoại thông số hoạt động rất ok các bạn nhé. Chỉ có 198 triệu thôi các bạn đã sở hữu một cái dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, lành máy, không hay hỏng vặt, lùi đồng cối đá, tiết kiệm xăng. Đấy, các bạn quan sát này. Phần đầu xe và nó có bồ. Đây các bạn quan sát phần nắp capo của xe này. Toàn bộ chỉ này là chỉ zin tuyệt đối hết các bạn nhé. Từ con ốc bản đề còn chưa chạm này. Đấy các bạn quan sát này. Giá chỉ có 195 triệu thôi. Và đây các bạn quan sát hai bên hốc giảm sóc này, ụ này, không đâm va các bạn nhé, không biến dạng. Đấy các bạn quan sát này, hai bên này. Và đây máy đây các bạn này, cam kết với các bạn là máy zin chưa chạm, từ zin từ con ốc các bạn nhé. Đấy, máy đang nổ này, nó chỉ có tiếng kêu của cái dây cu loa thôi các bạn nhé, zin tuyệt đối hết từ cái răng đầu đấy các bạn này, nó biểu hiện cái xe không đâm va chạm trồ đấy các bạn này. Đồ đoàn này. Và đây các bạn quan sát này, đây các bạn này, không hơi thừa không khói các bạn nhé, máy đang nổ này. Gan ti nó là gan tăng ti điện cho nên mình không thể kéo được các bạn nha. Đấy, máy không bị hơi thừa, không khói. Bao cho các bạn test hãng thoải mái. Đấy, đấy các bạn quan sát này. Các bạn quan sát này, zin từ con ốc. Cam kết bằng văn bản với các bạn là máy số zin. Đấy, mình để sát máy vào để các bạn quan sát này. Các bạn quan sát thêm trái tim của chiếc xe thêm một lần nữa xem có xứng đáng cái giá 198 triệu cho một chiếc Kia Morning máy 1.25 bốn máy sản xuất năm 2015 hay không. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với các bạn thì mình cũng xin giới thiệu thêm với các bạn về những mẫu xe của bên mình. Và đây chiếc Hyundai Getz này, full đồ chơi quanh xe các bạn nhá, đèn bi, đè lỗ sờ tắt tốp, lá răng đúc, gương kính cụp xòe, đăng kiểm dài, màu thì màu đẹp, màu vàng cát, với giá là 198 triệu, mình đã có video rồi. Còn đây, chiếc Kia Morning nhập khẩu 2010, số sàn các bạn nha, màu lông chuột. Chiếc này 150 triệu, bạn nào yêu thích này, bãi xe mình đây, ô tô cũ Mê Linh này. Địa chỉ là đèn xanh đèn đỏ, đầu đường 100 hướng xuôi chiều lên thành phố Vĩnh Yên các bạn nha. Và ngược chiều trở lại là nhà máy sản xuất Toyota, thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn này. Còn rất nhiều xe là các bạn quan tâm. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.